Trong lúc đợi nồi tiết canh nó sôi, anh em mình sẽ bắt đầu chia bổi ra. Hôm nay sẽ làm hẳn siêu to khổng lồ 3 mâm luôn. Mình định làm một phát ra to hẳn ra như cái bàn đấy, nhưng mà thứ nhất là trời mưa gió không đi lấy được cái đồ đánh này, và thứ hai nữa là không có cái gì to như thế. Anh ơi, cái này mà anh em mình cho vào cháo còn ngon hơn cháo vào quán này nhỉ. Còn tới rồi. À, thì nữa đi mời mọi người xem là mọi người có phát hiện ra là tiết canh này. Rồi. À, mình phải nếm thử trước đã. Đấy, nồi sau khi đun nó sẽ như thế này nhá, nó sẽ có một cái lớp bọt bọt bệt bệt gì ở trên đấy. Vớt bỏ anh. Không, không phải vớt, mày cầm cái này. Đấy. Đấy. Nó múc cái này. Anh đừng tưới vào tay em nhé. Đó. Ui, như ui, thật luôn. Rồi. Bỏ luôn đấy. Luôn nhá. Giống rồi, cái tường luôn mọi người. Ui, anh ơi. Ừ? Anh phải cho nó khẽ đổ vào. Không, tí nữa cho lạc, bồi lạc vào kia thôi. Ui, nhìn ngon chưa, ngon chưa. Ngon đấy. Đỏ ao ao luôn nhỉ. Ngọt giận phết đấy chứ. Không biết ăn như thế nào rồi. Thì ra cái tiêu à. Ăn kiểu gì chả giống giống kia. Giống kia là giống gì? Giống thương. Cái này phải để nguội là nó sẽ tự đông nhá mọi người nhá. Ui, thế mà được 3 mâm đầy cơ. Mày kéo cái mâm này ra khỏi cái mâm kia đi, nó cay. 3 mâm đầy đây này. Hợp lý đấy. Mâm này nó hơi bị cay. Rồi, thì xử lý sao? Nó chưa đông được luôn, thế nên là không sợ mọi người ạ. Thử tiết này. Thử tiết. Nhiều thử tiết thì chưa làm canh. Ê, không, anh ơi. Tí nữa cho đường vào trong đống đá. Để vừa cho muối, cho đường. Được không? Ừ, để chưa làm canh luôn. Chưa có nước canh ăn đâu. Thấy thế nào? Đây là 3 mâm tiết canh của anh em mình đã hoàn thành rồi nhá. Lấy. Chắc là đông rồi đấy. Đông rồi đấy. Đông rồi. Mày thử sấn xem, ăn thử xem so với tiết canh thật thế nào. Để em thử miếng nhé. Nào sấn. Sụt. Quả là mình to cho nó sướng. Siêu đông luôn nhá. Này. Mời tất cả mọi người nhé. Tiết canh của mình, anh em mình đông như thạch luôn này. Thế nào, Vy? Mát lắm. Mát này, so với tiết canh thật. So với tiết canh thật nhá. Hơi thiếu một tí vị ngọt của cái gì, tiết canh ấy. Thiếu một tí cái gì ấy. Nhưng mà ăn nó cũng gần giống nhau ấy. Ăn lên là chanh chanh mát mát rồi. Đấy, lấy chanh. Ừ, đúng rồi. Chanh với lạc. Ôi thôi, không cần lạc, chanh thôi. Em lấy chanh, chanh thôi. Bắt cho tao cái chanh vào chỗ này. Bắt cho tao cái chanh chỗ này. Chỗ này à? Bây giờ mình sẽ thử cảm nhận xem sao nhá. Rồi, cơ thế thôi. Em thử ăn miếng tiết canh. Chơi hẳn bằng đũa luôn. À dạ, đồng đấy. Đồng. Ăn chanh chắc ngon hơn đấy anh ơi. Từ, vẫn phải dùng thìa. Chanh ngon hơn. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon không? Bắt chanh ngon hơn không? Để em thử phát. Hơi nhạt. Nhạt mà ăn nó mát mát chanh chanh ấy. Đưa thử lại một miếng nữa, xong mình sẽ cảm nhận cho mọi người biết về món tiết canh này nó so với tiết canh thật nó như nào nhá. Bắt chanh ngon hơn mọi người ạ. Nó chỉ nhạt nhạt thôi, nhưng mà nó thơm vị chua ngon. Quá nhiều chanh mà. Chưa biết vị, đưa ta làm một miếng to nào.
Ngon quá đấy. Ngon nha. Ăn không có vị gì khác ngoài thanh thanh mát mát mà. Với cả vị củ bưởi ấy. Ừ, giờ bình được rồi. À, để mà nói tiết canh của dền này, chấm điểm. Đạt điểm 6. Đấy, đạt điểm 6. So về ngoại hình về kia nhá, tức là mình đổ ít kia quá. Thật sự là về ngoại hình đây. Là y chang 100%, 95%. Y chang tiết canh thật. Còn về vị ấy, thì nó lại không có vị ngọt như tiết canh mà nó nhạt nhạt ấy. Nó phải có vị gì đấy nó để mà nói là nó vẫn thiếu, đúng là hàng giả không bao giờ bằng hàng thật. Đây là hàng super fake như vậy đấy nhỉ, như hàng ngọt quá đấy. Đây hàng này hàng super fake chuẩn luôn. Ăn khá là được, nhưng mà để mà bây giờ nhá, anh em mình sẽ ăn mâm này, còn là chỗ này nhá, anh em mình sẽ đi cho mọi người thưởng thức xem là có ai phát hiện ra đây là tiết canh giả hay không nhá. Mọi người đoán thế nào? Các bạn thấy là nếu mà mọi người ăn thì sẽ bao nhiêu người đoán đúng, bao nhiêu người đoán sai? Mình sẽ dự đoán là khoảng tầm 7 người đoán sai, 3 người cảm thấy không biết nó là củ giáo gì đấy. Em phải đoán là 8 người đoán sai. Khả năng là sẽ sai nhiều, tại vì ở đây em đoán nha, 9 người đoán sai, 1 người đoán đúng. Người ta chỉ biết là mình cho trang bị kiểu gì thôi, còn không biết đây là của trang tiền đâu. Nãy mình cho hơi nhạt một chút, giả dụ mà cho đậm đậm lên tí nữa khéo khả năng sẽ ngon đấy nhỉ. Nhưng mà không thể bằng được tiết canh thật. Tiết canh thật nó có vị ngọt của tiết, nó có, mình không biết tả như thế nào. Anh ơi, thôi bây giờ đi, bây giờ đi bắt canh rồi nha. Cái nước trong này nó tan ra cơ. Cái này còn chưa đông lắm này. Không phải đâu, bắt canh là nước nó tan ra đấy. Tan ra. Thôi thảo nào, thế từ đây nhá. Đây, mình sẽ thử gắp lại một miếng ở chỗ này nhá. Mọi người nhìn kỹ này. Không bắt chanh. Rồi, đần ở bên trên. Nó vẫn có cái nước hoặc là gì đấy. Mình căn bản là chắc là do mình cho ít cái thạch rau câu quá, nó bị loãng. Nhiều nước quá nó bị loãng. Và thứ hai nữa là cái nước trong gì không cần. Bây giờ phải đi trải nghiệm thực tế luôn. Đúng lại là vẫn ăn được ấy. Đấy, ăn khá là ngon, mát, thanh và cũng có vị của tiết canh ấy, nhưng mà không thể bằng được. Bây giờ phải đi thực tế mới được. Bây giờ nhá, cái này để đợi tí nữa anh em mình ăn, đem hẳn hai cái nguyên này đi thử nghiệm cho mọi người ăn thử xem là sẽ như thế nào. Let's go. Mang mấy cái thìa đi. Ok. Tao về bên mâm đi. Ui anh ơi, anh em vào đây đây. Thử chiếc canh với chị đây. Chiếc canh không? Miếng. Toàn làm miếng chiếc canh. Toàn chiếc canh. Anh ăn chiếc canh không? Rồi, thìa đây. Chiếc canh gì đấy? Thử ăn xem, cứ thử ăn đi. Ăn nha, một bát thoải mái. Toàn ăn không? Có ạ. Đố ăn cảm nhận được là cái canh gì. Đố ăn biết cái canh gì đấy. Chúng một thiệt. Anh thay ăn cái canh không? Sợ. Đang ở đâu đây? Ở nhà. Cổ, ba bước chân vẫn đi xe máy. Ăn miếng cái canh. Thôi, không ăn cái canh à? Anh ăn cái canh không? Hơi nhạt đúng không? Hơi nhạt. Cái mà vẫn đông nhỉ? Xin quả à? Này không biết cái canh gì à? Không biết. Đây. Đây cái canh gì ạ? Từ lại cái nữa. Mày chín à? Thơm cứt dê đúng không? Dê á? Không phải. Không phải dê. Không phải dê. Cái canh gì đấy? Cái canh gì? Nếu không biết.
Thử lại miếng nước xem Tuấn biết canh gì. Chưa chua bắt thêm nước nửa quả nữa mà mang một quả chanh thì ít quá. Ông Trung ơi! Ông Trung! Tí nữa sao ông Trung sao? Cắt lấy chục quả chanh nữa. Ăn phổi à? Không, nhọng đấy. Phổi cứt. Anh biết cái chanh gì không? Heo à? Đấy mà nó tiết. Nó tiết. Cái chanh người đấy. Cái cá đấy, cho nó cổ tay cổ chân. Cắt cổ chân. Đâu, cổ chân không? Không ai biết cái gì. Nhưng mà ăn được. Được. Thôi nhạt tí thôi. Thôi nhạt, cũng đặng, tạm được không? Đặng tí nó ngọt. Ừ. Nhưng mà nó là cái gì? Đố là biết cái gì. Ngan vịt, lợn, gà, dê. Đồ ăn tiếp. Tỏ bán. Tiếp. Vẫn sai à? Vẫn sai. Thỏ. Sai. Kiểu à? Sai. Ngựa. Sai. Tiết canh không chín. Tôi biết canh không? Thì ăn tiết canh không? Đố không biết tiết canh gì ấy. Đây nó là cái gì? Ngon lắm. Đố ai biết được. Rồi bây giờ tí nữa sẽ bảo canh gì. Làm miếng nước rồi. Sang bên này cho ông Trung bên này ăn thử xem biết tiết canh gì. Anh xem clip xem tiết canh gì đấy. Bà cứ ăn đi. Không chết người được. Ăn được. Ngon đâu cứ. Hả? Không phải đâu. Không phải đâu mà chó gà. Lợn không phải. Ăn chó gà vịt lợn mà không muốn. Anh có thử miếng tiết canh không? Có tiết canh không? Canh gì bây giờ? Chưa ai phát hiện ra là tiết canh gì. Nếu mà ai phát hiện ra thì có một phần thưởng lớn. Bắt chanh mà không? Long này ơi. Không phải chó đâu. Không phải, chó có mùi. Không phải chó. Không phải ngang. Đa điểu. Cái canh đa điểu. Hả? Với Long phải có canh gì ấy? Canh đa điểu à? Dạ, canh đa điểu à? Không có mùi canh gì. Canh gì đấy? Mùi canh, chuẩn luôn. Có được, dị lắm. Nghe giáo sư đang trầm ngâm mà chưa biết là cái canh đang nghe ngóng, đang nghe ngóng. Chưa rõ âm rồi. Anh làm ăn được không? Làm thử miếng ngâm cái canh gì? Xài quá, cái canh lại xài chết đấy. Đúng rồi, anh biết cái canh gì đấy. Không phải đâu. Vịt bà. Có thể thế nhỉ? Thể thế. Là sao phát hiện được? Không biết. Tiết canh cá à? Đúng rồi. Đang định bảo là tiết canh cá nên định lừa là tiết canh cá nhưng không phải. Tiết canh người ấy. Anh vẫn chưa chưa nghĩ ra. Tiết canh người. Có cần thử lại cái nữa cho chuẩn không? Thôi. Nhưng mà cái này thì chỉ nghĩ là ở đâu. Cái gì là gì anh? Em nói nó mát như lươn. Có. Nga, đó thịt ngan. Không phải tiết canh lươn. Không phải tiết canh lươn. Sai hết rồi. Không phải động vật. À, củ giấy. Củ giấy. Củ gì đỏ nhỉ? Củ quay đỏ ấy. À, đúng rồi, đúng rồi. Còn đúng rồi. Nó đệ bê không thấy ăn à? Ý à? Củ rền. Rền đấy. Hơi nhạt một tí nữa, nặng tí nữa khả năng không ai phát hiện. Rồi. Đổi nhan là chiếc canh. Đúng được mà. Vừa đi ăn là chiếc canh. Ok luôn. Đây, đổi nhan là chiếc canh. Canh gì đấy? Đấy. Canh gì đấy? Làm nhiều xem biết là cái canh gì không? Cái canh gì ấy? Thôi nhỉ? Anh xong nói sao? Làm nhiều thế? Ngon lắm. Cái quỳnh này chị chào có ăn bao giờ được hả? Bằng cái kinh nhưng mà chanh mà. Hả? Cái canh gì đây? Bà cứ ăn rồi. Cứ ăn được sao biết phải không? Rồi bật mí. Chả có ba chả thích canh bao giờ. Hơi nhạt đúng không? Ừ, nhạt, hơi nhạt nhưng ngon lắm. Nhưng mà biết cái canh gì không? Đủ tiết canh chó được không? Không, không phải tiết canh chó. Ai ăn tiết canh chó? Tiết canh cá. Tiết canh nào? Không phải đâu. Là cái canh cá không? Không phải. Cái canh cá, không tanh cá không phải. Cái canh cá. Cái canh gì? Không biết. Cái canh cá. Cái ngà nó không phải ngam. Ngam nó không phải ngam. Ngam nó không phải ngam. Không biết là từ lại miếng nữa. Ăn miếng nữa. Đây, anh sẽ phải ăn hai miếng, ăn miếng nữa. Đây không phải tiết canh. Này như là cái... Không phải tiết canh. Không phải tiết canh mà. Chứ không phải tiết canh gì đấy. Không phải tiết. Như là xương sụn là của lợn. Đây là củ rền. Củ rền ấy. Củ rền đó, củ rền nấu thành ấy. Rồi. Không nấu nấu xay khổng xay nước ra xong sao rồi. Sao nó ăn nó giống cái canh thế nhỉ? Như là mà, cái mồi. Tại vì nó có cái mồi. Cái mồi là mồi cái gì? À, mồi cổ là cổ lợn nhá. Lợn. Ờ mồi. Nó kiểu là nó bắt gì? Lấy cả đĩa luôn. Bát mua bát gì cả sao? Ý là múc cái gì một bát. À đây. Cho một bông luôn. Chị lấy luôn cả bông. Bông nữa. Cho một bông luôn. Bông này đi vào lấy cho vào lấy cho ông nội một ít. Đấy lấy cho chị và chị bố. Không đúng luộc. Yên để đi. Yên để đi đi đi. Không hấp không chị hấp lên được không ăn. Cái này không phải chiếc canh đâu. Đem sang người ta mỗi người thử chút nữa.
tí nó bóng đem ra đây, bà lấy đi cho ông. Đó. Nó có cái canh nên là nó canh. Giống nó là củ đền đấy. Rồi đây bà cái này canh này đưa canh này đừng có đặt máy đi. Đây là củ gì à? Củ dền đấy, cái củ đỏ đỏ mà to to bằng này này. Củ rau dền ấy. Củ rau dền á? Nó như củ khoai, nó trùng trùng màu tím. Không phải, thế cho cả tiết là canh lợn nữa à? Không cho tiết canh mà, đây toàn củ dền hết. Không có mùi mà cháu không tưởng tượng được ra. Chắc chắn là có thêm. Có hai lợn. Đấy là nhầm lợn thôi. À nhầm lợn thôi, đúng. Đúng. Con con lợn 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 lợn. Chà, à tình hình là không hết mọi người ạ. Của mình ế. Vì không phải ế mà vì hôm nay không gặp đông, đáng nghe ra xuống quán dưới kia là mọi người đang nhậu ở dưới đấy thì sẽ bay sạch ngay. Nhưng mà hôm nay mọi người đi đánh cá hết rồi ở ngoài đồi, tí nữa anh em mình cũng đi. Khả năng là thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Bye bye các bạn nha.